Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Ba Quy, ạc Liên Quân, ạc Mobivision, ạc PUPG, hãy truy cập ngay số bạc trần hà.com để mua những cái ạc Ba Quy chất lượng, giá rẻ, những ạc game khác và có cơ hội nhận hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Ví dụ các bạn mua một ạc, các bạn bấm vào quay ngay, tích cực quay tay trúng tay ngay ngàn cục. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Ở đây rất là nhiều anh em đã trúng rồi, hên xui thôi. Wow, đã trúng 2.222 cục rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi, mua một ạc sẽ được tặng một vòng quay. Anh em cứ tích cực quay tay cho mình, trúng rất là nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài ra sau khi mua ạc, anh em có thể được tặng thêm phiếu giảm giá cửa hàng giao dịch lần sau. Anh em nếu có nhu cầu hãy vào số bạc trần hà.com ủng hộ mình nhé. Ok, thì nếu thấy quảng cáo xuất hiện trong video, anh em nhớ dành một chút thời gian quý giá của mình để xem quảng cáo một chút để mình lấy kinh phí làm video cho anh em xem. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, hello, xin chào anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình là Trần Hà đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ bình luận cho anh em một xem một cái trận đấu giữa hai team top 1 lực chiến và team còn lại. Ok, thì vào trận đấu mình sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết hơn. Xem anh em xem cùng xem top 1 lực chiến thể hiện như thế nào nhá. Đầu tiên là Hỏa Nhật Anh 16k6, Tiểu Phương Cầm Dạ Hủ 15k6, Mờ Hường Gió 15k, Béo Gà 14k và Bạn Và Bè Cầm Mọt Phạch 16k8. Tiếp theo là top 1 lực chiến đây, Cố Ung Thanh Khiêm 15k, mình là Thái Thụy 15k8 và Liên Hoa 19k, Chính Náo Nhỏ 18k7. Như vậy là top 1 lực chiến đấu với các anh em rất là ít lực chiến, toàn tem 18-19k đấu với 15-14k, xem là hai tem xử lý như thế nào nhá. Mình trận này mình sẽ xem chủ yếu là top 1 đánh như thế nào thôi, cho anh em xem cùng xem trình độ top 1 lực chiến đánh nhá. Ok, top 1 anh ta đi rừng, mang cho mình một cái bao tay tăng tốc cộng với cỏ, cộng với một cái chùy, cộng với một bình mana thôi. 5 người đang ở trong rừng rồi. Ở đây có Cố Ung, Cố Ung anh ta tăng level 3. Ok, tên lính đầu tiên đã có rồi. Đợi 20 giây nữa thì sẽ có con quái ra. Có sự support của Cố Ung để cho mã siêu có thể farm nhanh hơn Ba Quy mã siêu. Anh em có thể xem và so sánh xem không? Trận này sẽ là rất dễ chơi với tem top, vì bên kia được chiến khá là thấp thôi. Ở cánh mid thì có Ứng Long đi mid. Ok, tên mình đã ra rồi. Trận này thì chắc mình sẽ không phải bình luận nhiều vì chỉ xem một mình bác sĩ bác tiêu tốt một thôi, nên là nó khá là đấy, không gặp cho mình nhau. Hôm nay đi bướm hơi bận nên là không thể like được. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui đây. Sáng mai thì sẽ up thêm vài clip của đi, còn hôm nay mình chỉ up được một cái thôi thì đi hôm nay là mình có vài trận. Bạc thì bạn trường đang lù bái ra rất là tốt. Level 2 đi rừng này thì nó sẽ tăng level nhanh hơn. Nếu mà biết lù bãi quái khá là nhiều là với cả biết hit and run, hit and run không phải hit and run. Farm hit chuẩn thì đỡ mất máu, farm chuẩn thì đỡ bị đáng mê. Còn đây, lưu bãi nhiều và xong bị thằng khác và ăn mất thì coi như được thòi. Đi rừng cũng có cái lợi cũng có cái hại. Khi mà ra rừng thì nó khá là khỏe, nhưng mà farm khá là lâu, farm phải tầm mất tầm 15 phút mới ra đánh được. Có khi là đi 10 phút thì 5 thứ 10 thì ra đánh sơ sơ rồi thôi. Tôi được 3 turn rồi. Cố Ung chỉ có nhiệm vụ là đi hơi máu cho bạn đánh tiêu. Bạn đi đánh tiêu anh ta cũng có kinh hồi máu là kinh hồi si, nhưng mà phải lát nữa để có. Cũng phải đồng đầy cũng hút máu nhưng mà nó ít thôi.
có lẽ là thời gian còn lại mình sẽ để cho nó tốt một thể hiện mình thể hiện nhé. Cảnh nó thấy một số là hơi ổn chút, sáng sớm mình sẽ tranh thủ edit những video của bố mình đăng cho anh em xem, vui vẻ thôi, không có gì cả. Tôm một hay tôm nào cũng thế, cũng có lúc hay lúc dở, nhưng mà mình vẫn muốn xem. Đây là lần đầu tiên trận đấu mình tháng này mình mới xem của tôm một tháng này. Tháng trước là có đi Dubai và đang ở tôm một tháng này thì xuống tôm bao nhiêu rồi mình không để ý. Ok thì chúc anh em xem thật vui vẻ nha, cùng xem. Cố ông đã lưu được hai bãi cho bác Vinh bãi siêu xem rồi, thằng ăn rồi rất là tốt. Tham gì ở đây có phong thanh thì không biết cái bao nhiêu lần có bóng hơn. Ok mình sẽ tắt cam đi vì trận đấu này có lẽ là mạng đầu tiên dành cho bên phía của team bác Thái Văn Cơ, team bên phía của Hòa Nhật Anh. Phút thứ 4 trong game, hiện tại là hai team tranh nhau 1.500 vàng. Bên bạc Phi Mã CEO top 1 farm được nhiều hơn. Mình sẽ bình luận đến phút như là Long chưa thể được Thái Văn Cơ một tên rồi. Đi rừng thì cứ việc đi rừng thôi. Anh em có muốn bình luận những cái trận đấu hay là muốn mình đánh vị tướng gì thì hoặc là bi đánh thì anh em cứ bình luận ở phía dưới, mình sẽ xem xét và thực hiện theo nhu cầu của anh em thôi. Ở đây anh em bảo mình xem top 1 lịch chiến bao nhiêu và tôi được đánh được sao thì anh em xem. Nãy giờ chọn ra vài trận thì cái trận này đầu tiên mình mới bình luận trận này thôi, không phải mình chọn trận cả. Sáng giờ cũng làm rất là nhiều video bên 2D nữa, nhưng mà gặp khá là nhiều khó khăn, chưa úp được tranh nhân trận nào, rất mong là các bạn biết 2-3-2 rồi. Cố úp thanh khiêm. Ok có lẽ giờ này hơi ồn thì mình sẽ tắt cam đi để cho mọi người không ngủ nữa. Anh em cùng xem tiếp trận đấu nha. Sông sát, đặc sát, hết như trẻ trẻ. Sát thương sát rồi, sâu kíp của anh.
sát. Thế như trẻ trẻ. Thank you.
đặc sắc. Sát thân là sát chủ là số kiếp của anh. Thank you.
Soulkeep của anh hùng.